Nam Anh Nam Em là cặp chị em xinh đẹp nổi tiếng của VBiz. Đều bước ra từ các cuộc thi nhan sắc và có kinh nghiệm catwalk nhất định. Vậy nên những sự kiện có cả hai xuất hiện đều luôn nhận sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Mới đây, cặp sao có màn sóng đôi catwalk nhận nhiều lời khen của giới mộ điệu. Cụ thể, trong đêm bế mạc tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Vietnam International Fashion Week, Nam Anh Nam Em đảm nhận vai trò người mẫu trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Ivan Trần. Tại đây, cặp sao được giao bộ cánh đồng điệu tông trắng với phần tà bay dài phía sau. Thiết kế kết hợp chất liệu lụa và ren xuyên thấu tăng độ gợi cảm cho hai người đẹp. Được giao trang phục tương đối dễ kiểm soát và đôi giày cao gót trung bình, Nam Anh Nam Em thoải mái thể hiện trên sàn catwalk. Thường ngày hay thực hiện những video vui nhộn đăng tải trên mạng xã hội, nhưng khi đã vào công việc, cặp sao lại nghiêm túc và chuyên nghiệp không kém ai. Cả hai còn nắm tay nhau, thể hiện sự khăng khít trong suốt thời gian xuất hiện trên sàn runway. Đây không phải lần đầu tiên Nam Anh Nam Em catwalk trong cùng một bộ sưu tập. Trước đó, vào 9 tháng 12 năm 2018, cặp sao xuất hiện trong show Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn của nhà thiết kế Hằng Nguyễn. Cặp đôi hóa nàng tiên hoa với hai bộ cánh đồng điệu được đính kết hoa tỉ mỉ. Vì sự kiện được tổ chức ở Đà Lạt nên hình ảnh hai hoa khôi mang đến càng đúng với concept chương trình hơn. Sau khi chụp ở thảm đỏ, hai người đẹp đã có màn catwalk khiến người xem mãn nhãn. Tuy nhiên, sắc vóc của Nam Em thời điểm này lại nhận nhiều ý kiến trái chiều của người hâm mộ bởi cô tăng cân trông thấy. Sau khi thông báo sẽ cùng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021, cặp song sinh lại nhận nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nam Anh Nam Em thậm chí còn diện đồ đôi, chiêu đãi fan bằng màn catwalk cây nhà lá vườn. Dù không phải dự sự kiện hay show thời trang, nhưng phần thể hiện xuất thần của cặp sao cũng khiến dân tình phải trầm trồ. Hai người đẹp thậm chí còn được netizen dự đoán sẽ là top 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay. Nam Anh Nam Em được xem là những đối thủ nặng ký của các thí sinh tham gia Miss Universe Việt Nam 2021.